Sau đây, tôi xin dịch một tài liệu nói về công dụng của câu kỳ tử và lý do tại sao nên dùng câu kỳ tử mỗi ngày. Đây là tài liệu có tên là Goji, The Himalayan's Health Secret, nghĩa là câu kỳ tử, bí mật về sức khỏe Himalaya, do Dr. Yul Minden và Dr. Rich Handel viết. Tổng kết tất cả những kết quả trị liệu trên lâm sàng trong 40 năm qua của bác sĩ dinh dưỡng Yul Minden được viết trên tờ The Doctor's Report thì có 34 lý do cần phải uống nước câu kỳ tử mỗi ngày.